Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 18 tháng 5 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Hưng Yên tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Tập đoàn Daikin Industries khánh thành nhà máy sản xuất máy điều hòa lớn nhất Việt Nam tại Hưng Yên. Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Hải Hưng thu giá nước sinh hoạt cao so với quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh khiến nhân dân bức xúc. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018. Chiều nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ. Sự lễ dâng hương có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng ta, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính tưởng niệm, thể hiện lòng tri ân, biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời hy sinh cho độc lập tự do thống nhất của Tổ quốc vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu nguyện tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thực hiện chương trình công tác năm 2018, chiều nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên về công tác tư pháp và thi hành án dân sự. Tiếp và làm việc với đoàn của các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối nội chính, lãnh đạo một số sở ban ngành có liên quan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự từ năm 2016 đến nay. Sau báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu các ngành, các đại biểu của Bộ Tư pháp đã phát biểu làm rõ một số nội dung trong báo cáo, những vấn đề còn vướng mắc hoặc cần đặt ra trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác tư pháp và thi hành án. Phát biểu với Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của Hưng Yên, trong đó nổi bật là thu ngân sách và thu hút đầu tư vào địa bàn. Bộ trưởng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến kiến nghị đề xuất của các đại biểu và mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tư pháp và thi hành án. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo Sở Tư pháp phải thường xuyên báo cáo tình hình với lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là những vướng mắc khó khăn để lãnh đạo tỉnh có những giải pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Trước đó, vào buổi sáng, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp Hưng Yên. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách khối nội chính. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2016-2017 và quý 1 năm 2018, nghe các đại biểu đại diện cho các phòng của Sở phát biểu, nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Thủ trưởng trực thuộc Bộ Tư pháp phát biểu, nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang nói về những kết quả nổi bật, những hạn chế trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự và những đề xuất của tỉnh đối với Bộ. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức và người lao động của ngành tư pháp Hưng Yên đã nỗ lực phấn đấu để đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt là năm 2017 và những tháng đầu của năm 2018. Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Để chủ động cải thiện chỉ số cạnh tranh và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đồng chí yêu cầu Sở cần chủ động thường xuyên hơn nữa trong việc báo cáo tham mưu để nhận được nhiều hơn sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tiếp đó, đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo tình hình và những kết quả nổi bật trong công tác thi hành án dân sự hành chính trong những năm qua. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những cách làm sáng tạo và những kết quả trong công tác thi hành án của Cục Thi hành án Hưng Yên. Cũng trong buổi sáng, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng đoàn đã đến thăm và làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sáng nay, tập đoàn Daikin Industries đã tổ chức khánh thành nhà máy sản xuất máy điều hòa lớn nhất Việt Nam. Đến dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Kunio Umeda, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Được đầu tư xây dựng từ tháng 8 năm 2016, nhà máy sản xuất máy điều hòa không khí Daikin có quy mô 28.000 m2 tại khu công nghiệp Thăng Long 2, mức đầu tư 8 tỷ Yên Nhật, sản xuất 1 triệu máy điều hòa vào năm đầu tiên và dự kiến tăng lên 1 triệu 500.000 máy vào những năm tiếp theo. Sản phẩm đạt chất lượng Nhật Bản nhưng giá thành phù hợp với mức tiêu thụ ở Việt Nam. Cùng với đầu tư thiết bị hiện đại, nhà máy còn tuyển dụng và đào tạo 1.500 nhân viên kỹ thuật, góp phần giải quyết lao động cho địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao việc tập đoàn Daikin chọn Hưng Yên để xây dựng nhà máy. Trước đó, tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Thăng Long 2 để dành 22 hectare cho Daikin. Việc khánh thành và đưa nhà máy vào hoạt động không chỉ đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của tập đoàn, mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác của người Nhật Bản trên quê hương phố hiến Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Sự hội nghị có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua 2 năm việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ đã đi vào chiều sâu là giải pháp quan trọng để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong tổ chức thực hiện, nhiều cơ quan đơn vị có cách làm hay sáng tạo như xây dựng pano khẩu hiệu với tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đánh giá. Phát động cán bộ chiến sĩ ghi nhật ký làm theo lời Bác, nhật ký mỗi ngày là một việc tốt. Tại hội nghị, các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình cho học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng. Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh khắc ghi lời Bác dạy. Công an tỉnh cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng người công an mẫu mực vì nhân dân phục vụ, nói chuyện chuyên đề văn hóa giao tiếp ứng xử theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và giới thiệu cuốn sách Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biên soạn. Kế hoạch xây dựng người công an mẫu mực vì nhân dân phục vụ được Công an tỉnh triển khai có 8 tiêu chí xây dựng người chiến sĩ công an mẫu mực và 6 tiêu chí vì nhân dân phục vụ. Qua đó, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ đối với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phong cách bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải thật sự hiểu, nắm chắc và tự giác thực hiện nghiêm túc các tiêu chí xây dựng người chiến sĩ công an mẫu mực. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề văn hóa giao tiếp ứng xử theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và giới thiệu cuốn sách Công an nhân dân với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh. Do giáo sư tiến sĩ Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biên soạn.
Chiều qua, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đã kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hưng Yên. Đến nay, thành phố có 8 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại 2 xã là Hùng Cường và Hoàng Hanh đạt 15 trên 19 tiêu chí. Bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 18,2 tiêu chí trên xã. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Quang đánh giá cao kết quả mà thành phố trong việc triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thành phố tiếp tục chỉ đạo hai xã Hoàng Hanh và Hùng Cường tập trung làm tốt các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Bên cạnh đó, phải đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư, bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới và trả nợ động, tiếp tục rà soát và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Thưa quý vị và các bạn, sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông cáo báo chí kết quả kỳ họp lần thứ 25, 26, 27 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên. Trong quý 1 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên khóa 18 đã họp kỳ thứ 25, 26, 27. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tại 3 kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét và kết luận một số nội dung chính sau. 1. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phù Cừ, Khoái Châu, Yên Mỹ và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy các đơn vị được kiểm tra đã tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của điều lệ Đảng và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ còn có những khuyết điểm, hạn chế sau. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa bám sát mục tiêu trong đề án số 03 ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Một số cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy chưa xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ chất lượng còn hạn chế. Có đơn vị không thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, chưa tập trung kiểm tra giám sát lĩnh vực dễ phát sinh, sai phạm. Còn có cuộc xem xét thi hành kỷ luật đảng, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Một số đồng chí cán bộ huyện ủy viên được phân công phụ trách theo dõi lĩnh vực, địa bàn, giám sát, thường xuyên chưa thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định hoặc có báo cáo nhưng chất lượng còn hạn chế. Việc thực hiện chế độ gửi văn bản báo cáo của đơn vị về cấp trên chưa đảm bảo theo quy định. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ chưa đạt so với mục tiêu trong đề án số 03 DATU ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã xây dựng, chưa gắn kiểm tra giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cán bộ chuyên môn phụ trách. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị được kiểm tra và một số cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế và báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy để theo dõi. 2. Xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Hạnh, đảng viên, phó trưởng ban quản lý khu Đại học Phú Hiến. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy trong quá trình công tác, đồng chí Hạnh không trung thực trong khai bổ sung hồ sơ lý lịch về lịch sử chính trị của bố đẻ. Căn cứ quy định số 102 QĐTU ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Tuấn Hạnh bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê trong mùa mưa lũ, huyện Tiên Lữ đã tiến hành kiểm tra, giải tỏa các bến bãi vi phạm trên tuyến sông Luộc. Sau khi tiến hành kiểm tra, yêu cầu các chủ bến bãi thực hiện nghiêm pháp luật đê điều và các quy định trong mùa mưa lũ, đến nay đã có 5 bến bãi không trong quy hoạch, gồm 2 bãi thuộc xã Minh Phượng, 2 bãi thuộc xã Hải Triều và 1 bãi thuộc xã Thiện Phiến. Tự giác giải phóng vật liệu tạm dừng hoạt động.
Với những bãi không có giấy phép, không có trong quy hoạch, huyện kiên quyết xử lý triệt để, không cho hoạt động lại. Với những bến bãi có giấy phép, huyện yêu cầu thực hiện đúng theo quy định như hạ thấp độ cao vật liệu, đảm bảo khoảng cách mép nước và chân đê. Sau khi kiểm tra, huyện yêu cầu các chủ bến bãi ký cam kết, nếu sau ngày 31 tháng 5 không thực hiện, huyện sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế. Được biết, trên tuyến sông Luộc, huyện Tiên Lữ hiện có 10 bến bãi không có trong quy hoạch. Với mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là những diện tích chiêm trũng cấy lúa cho hiệu quả kinh tế thấp, huyện Ân Thi đã khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện Ân Thi đã chuyển đổi được trên 400 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Theo kế hoạch, giai đoạn 2018-2020, toàn huyện sẽ có khoảng 800 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi, tập trung chủ yếu ở các xã như Đa Lộc, Hạ Lễ, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Cẩm Đinh. Thực tiễn từ việc chuyển đổi cho thấy, hiệu quả kinh tế đem lại cho thu lãi từ 150 đến 350 triệu đồng một hecta một năm, cao hơn từ 4 đến 6 lần so với trồng lúa. Do chủ động liên kết bao tiêu sản phẩm, hiện nay huyện Ân Thi đã có 200 trên 500 mô hình phát triển kinh tế cho thu lãi từ 500 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng một năm trở lên. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân huyện Phù Cử triển khai, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, huyện Phù Cử có trên 6.400 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó 8 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, 90 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Nhiều mô hình của hội viên nông dân cho thu từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng, như mô hình sản xuất đồ gỗ của ông Trần Minh Chuột, xã Quang Hưng, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Trang trại Búng Vàng trồng cam vinh, cam canh và bưởi diễn của anh Hoàng Hữu Quốc, xã Tiên Tiến, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ngoài ra còn có mô hình nuôi cá của anh Lưu Văn Dũng, xã Quang Hưng, mô hình giống cây trồng mới của anh Nguyễn Văn Nam, xã Tống Chân. Để hỗ trợ bà con sản xuất, ngoài tín chấp cho các hộ vay vốn, mỗi năm Hội Nông dân mở từ 70 đến 80 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung ứng nhiều vật tư phân bón với hình thức trả chậm, ký hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Trong những năm qua, Hội Nông dân Văn Lâm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất và làm giàu chính đáng. Để giúp các hộ nông dân phát triển kinh tế thuận lợi, từ năm 2013 đến nay, Hội Nông dân huyện đã tổ chức 412 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 31.000 lượt nông dân, tín chấp các nguồn vốn cho trên 3.000 hội viên nông dân vay 65 tỷ đồng. Nhờ vậy đến nay, nhiều mô hình kinh tế trang trại của hội viên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho thu nhập hàng trăm đến hàng tỷ đồng một năm. Như mô hình trồng cam đường canh Cam Vinh của hộ ông Đào Văn Khoa, xã Tân Quang, mô hình trồng hoa chất lượng của ông Trịnh Văn Kiếm, xã Chỉ Đạo, chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Văn Tung, Lạc Đạo, Đào Duy Tưởng, xã Lương Tài, chăn nuôi bò sữa tại hộ của ông Nguyễn Văn Lý, xã Minh Hải. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân, từ tháng 2 năm 2018 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Hải Hưng đóng tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đã tự ý nâng giá nước sinh hoạt không theo quy định của tỉnh, khiến hàng nghìn hộ dân đang sử dụng nước sạch của công ty rất bức xúc. Hiện các hộ dân ở 8 xã của huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên gồm Phương Triều, Hồng Nam, Tân Hưng, Liên Phương, Thủ Sĩ, Đức Thắng, An Viên, Hải Triều mua nước của công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Hải Hưng đang phải thanh toán tiền nước sinh hoạt theo giá bậc thang chưa có thuế VAT. Theo đó, từ mét khối thứ nhất đến mét khối thứ 10, các hộ phải trả bình quân là 7.700 đồng một mét khối. Từ mét khối thứ 11 đến 20, các hộ dân phải trả 10.000 đồng một mét khối. Từ mét khối nước thứ 21 đến 30 phải trả 11.000 đồng một mét khối và từ trên 30 mét khối trở đi là 12.500 đồng một mét khối nước. Trong khi đó, theo quyết định số 814 ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có quy định, người dân dùng cho sinh hoạt giá nước chi phải trả một mức là 6.800 đồng một mét khối, chưa có thuế VAT. Như vậy, việc thu tiền nước của công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Hải Hưng là bất hợp lý, gây bức xúc cho hàng nghìn hộ dân đang sử dụng nước sạch của công ty. Sau lần này thì tôi cũng rất mong là các cấp chính quyền của tỉnh
Theo như chúng tôi đề nghị đấy thì là xem xét cho chúng tôi là để cái công ty nước Hải Hưng này thuộc bây giờ thuộc xã Hải Triều đứng lên thu tiền nước như thế này cho dân thì đã được đúng chưa? Tôi thấy cái giá nước này mà nó kia tôi nói là quá hay là không hợp lý, tôi đề nghị chính quyền giải quyết. Thực hiện quyết định số 599 của Sở Y tế tỉnh, sau một tháng triển khai việc thanh kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phát hiện 2 cơ sở vi phạm và xử phạt hành chính. Kết thúc đợt kiểm tra nhân tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm, Đoàn Liên ngành đã thanh kiểm tra tại 34 cơ sở. Đoàn kiểm tra đã xử phạt hành chính 800.000 đồng với cơ sở sản xuất đậu phụ của công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Bạc Thuận Tân, có địa chỉ tại thôn Nghĩa Lộ, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, với lỗi vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm quốc tế tại thôn Yên Phú, xã Say Phạm, huyện Yên Mỹ, lỗi không đủ thiết bị biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại với mức phạt 4 triệu đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số đơn vị bị xử phạt hành chính giảm rõ rệt, đặc biệt một số cơ sở khi được kiểm tra đã có những chuyển biến tích cực hơn. Ngày 17 tháng 5, huyện Khoái Châu tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng được hưởng chế độ theo quyết định 142 và quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đợt này, toàn huyện có 302 đối tượng được chi trả trợ cấp một lần với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong đó, người nhận thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất là trên 10 triệu đồng tùy theo thời gian công tác. Việc chi trả đảm bảo kịp thời đúng chế độ chính sách cho các đối tượng, đó là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người có công trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.